cách khu vực của trung tâm thành phố Amsterdam 18 cây số quý vị nha. Đây, Amsterdam trở thành một cái nét văn hóa đặc trưng của Hà Lan rồi. Nhà nó thích tí, mấy xíu rồi. Mà vậy mình là đi Hà Lan mình tự đi một số đây đó tới đi xe buýt xuống đây mười mấy cây. Gió bên tay trái cho mình nhìn thấy một dãy luôn quý vị nha. Mấy cái người ta gỡ đi rồi. Ừ, chưa.